Rồi, xin chào quý bà con cô bác ha. Thì lâu rồi em Thắng không có lên dụng cụ y tế. Nói chung là hôm nay mới về này. Thì hôm trước thì cũng có một số anh hỏi, thì nói chung là Hằng không có về được. Thì hôm nay là nó về khá là nhiều này. Thì anh em mình xem được cái có phù hợp với cái nhu cầu công việc của mình thì mình chốt ha. Thì cái này em bán combo nha anh em. Một cái bộ combo của mình là gồm có 7 món như thế này. Đó. Đây, rồi đầu tiên của mình là cái loại này ha. Loại này. Đây, 7 món nha anh em. Đây, em lái sẵn ra cho mọi người rồi này. Phân loại nó có 7 món một như thế này đó, tương ứng với lại 7 cái mã sản phẩm trên này, 1 2 3 4 5 6 và 7 ha. Cái này thì anh em mình dùng trong gia đình chắc là hay nha. Nó sẽ gồm có là hai cái nhíp và hai cái nhíp ha, ba cái kéo thẳng và hai cây kìm phanh, một cây chớt gốc có độ như thế này và một cây là phanh thẳng ha. 7 món như thế này. Đó, giá cực kỳ mềm cho anh em luôn. Chất liệu của mình nó là bằng thép không rỉ, hàng này là hàng bãi Nhật nha anh em. Đó, hàng bãi lực bãi Nhật, cái này là hàng gia công của châu Âu á. Vì hàng bãi ha. Đó. Chất liệu thì anh em mình yên tâm ha. Đây 7 món. Rồi đầu tiên thì sẽ vào cho mình cái nhíp. Cái nhíp này thì cái đầu nó nhọn, nó nhỏ, nó có rang như thế này ha. Con này thì đó, màu xanh lá cây. Rồi cái nhíp này thì nó ngắn ha. Nó dài tổng thể được là 10 12.5 ha, 12.5 đó. Rồi, món thứ hai, cái nhíp dài hơn ha, màu xanh da trời. Đó, anh em thấy không? Những cái này là nó làm mình thép không rỉ nha anh em. Đó, để bãi thì nó chiều khi nó lắm bụi, anh em về mình vệ sinh cái là nó sạch bóng à. Cái này thì nó dài hơn ha, nó dài tới là 10 15.5 ha. 15.5. Cái này anh em thấy không? Nó có cái lỗ này. Đó. Ha, 15.5 là anh em mình dùng trong gia đình cũng rất là ok, hai cây nhíp. Rồi, tiếp đến là ba cây kéo. Đó. Đầu tiên cái này là màu xanh lá này. Màu xanh lá với màu xanh dương giống nhau, nó đều cùng một chiều dài ha, rất là bán luôn anh em. Này là anh em mình tỉa làm mũi cũng được, dài được là 12 sen này, bán lắm. Đó, bán ngót rồi. Đây giá thì thôi khỏi nói ha. Đó, anh ha, rất là bán ha. Đó. Rồi các ni lông này. Đó, ha, không có nhài nhí kia ha, những cái này là dụng cụ y tế nó bán lắm, dùng để các bao thuốc này, này ha. Đó, ha ha, đi rất là ngọt ha. Đó, đây các rất là mỏng nha anh em, thấy không? Đó, các ni lông này mỏng dánh này rất là bán nha. Đó. Rồi cái này với lại cây màu xanh dương, hai cây này giống nhau nha, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Đó thì bộ combo này nó gồm có hai chiếc luôn đó ha. Đó, các rất là bán luôn. Rồi đem cây xanh dương em cắt cho mọi người xem này ha, rất là bán nha anh em. Đó. Những dụng cụ y tế hàng bãi này thì hôm trước bán rất là nhiều luôn á, lâu lâu cũng có một số anh hỏi mà hết hàng, hôm nay nó về lại này ha. Đó, đây rất là bán nha mọi người, được không? Ngót luôn. Hai cái này thì nó cùng một kích thước nha, hai cái này nó cùng một kích thước, cái này anh em mình tỉa làm mũi cũng được, nó nhỏ nhỏ ha, bé bé xinh xinh, dài được 12 sen này. Đó là 4 món ha. Món thứ năm là cái này dài, cái này anh em mình có thể mình tỉa mình cắt, thì mình cắt cái này thì nó dài hai màu xanh lá cây. Đó. Nó dài được tổng thể là 15 sen nha. Đó, cái keo này nó dài được là 15 cm, dài hơn đây kia ha. Đây này thì thôi, nó cắn rất là ngọt ha, rất là bán. Đó là nên mình tỉa chùi cây cũng được, nhỏ nhỏ ngắn ngắn xinh xinh ha. Đó, đây các cái ni lông này. Đó, mình thấy các ngọt liệm mà. Đó này ha, với các nào đã có nó ha, thẳng tắp dài 15 sen chủ đạo cái này ha, cái này là đủ tiền anh em luôn rồi đó ha. Rồi chưa dừng lại ở đó, có một cái kìm phanh nhỏ, nó có nứt như này ha. Đó, kìm phanh để kẹp giữ nè, đây đó, ha, 3-4 nứt gì đó tực ha, mở ra ha. Đây, trên này nó có răng ha, cái nó cong cong nè, nên mình kẹp giữ được như một cái kìm đó. Đây dụng cụ y tế ha, đây nên thấy không, chữ này nọ này nó có tranh quét rồi này nọ nên mình tham khảo. Đó. Rồi cái cây kìm phanh này thì nó dài được là 12.5 ha. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh 12.5. Và cái này thì mũi thẳng nè, cái nó là nó cong cong một tí, con này là mũi thẳng.
Đó, nó có cái lỗ tròn này nữa này ha. Đó. Dụng cụ y tế ha, kiểm phanh anh em mình phù hợp với công việc mình chốt được. Nó có ba rai ba nứt như này ha. Đó, kẹp vô này sử dụng chặt cái này đó. Nước thứ hai này, nước thứ ba nó cứ ngắt luôn á ha. Cái này dài nha, đó. Cái này là dài được 15.5 16 sen ha, 15.5 16 sen rồi. Anh em mình sẽ xem lại ha, bộ combo 7 món. Đầu tiên của mình là hai cái nhíp. Ba cây kéo cắt. Đó. 5 món và hai cái kìm phanh nữa, 7 món ha. Rồi em thắng báo giá luôn, giá cực kỳ rẻ luôn cho anh em mình ha. Giá bộ combo 7 món này sẽ gồm có hai loại. Nếu mà anh em mình ship COD ha, COD có nghĩa là mình nhận hàng á, mình mở hàng ra mình kiểm tra đúng hàng, mình thanh toán cho shipper 110.000 ha. Đó, cũng là bao gồm phí ship cho anh em á, anh hiểu không? Ship code là 110.000 bao ship, có nghĩa là mình nhận hàng mình thanh toán là 110.000 thôi. Còn cái phí ship thì bên em thắng sẽ chịu, mọi người không có cộng thêm gì, cộng bớt vậy ha. Đó, cái này là cái giá bao ship cho mọi người rồi, là 110.000 nè cho 7 món. Đó, thì tính ra thì cũng bộ này cũng có 80-90.000 chứ mấy ha. Còn tiền ship lên thêm 110.000 thì đúng rất là ok, không có vấn đề hết ha. Đó, anh em mình cứ cân đối tài chính cũng như là mình xem phù hợp với cái nhu cầu mình chốt. Còn riêng anh em mình chuyển khoản trước, mình chỉ nhận hàng thôi ha. Đối với những khách quen mà mọi người đã từng giao dịch với em thắng thì mọi người biết ha. Đó, thì chuyển khoản trước thì đúng 100.000, chuyển giúp em 100.000 là em sẽ bao ship cho mọi người luôn, mình chỉ việc nhận hàng thôi ha. Nó rất là ok ha. Còn nếu mà mọi người mua số lượng nhiều á, giá nó cực kỳ tốt luôn. Còn anh em mình muốn mua ký á, thì trên 10 ký mới bán nha, chứ còn dưới 10 ký thì cũng không có bán. Anh em mình thí dụ mình mua về bán lại thì trên 10 ký thì em sẽ lái cho mọi người cái giá cực kỳ tốt luôn cho anh em mình về bán ha. Đó, còn cái này á, thì em báo trước ha, cái này thì chỉ có bán lẻ như thế này từng bộ cho anh em mình tham khảo giá ship code và giá chuyển khoản để anh em mình khỏi nhầm lẫn ha. Đó, để mình lựa chọn thôi. Có hai phương thức, trong nhiều khi những cô chú mình lớn tuổi á, mình chuyển khoản đồ này nọ nó cực, đi ra ngân hàng rồi nó xa, thì mọi người ship code đi, chung là thêm có 10.000 không có đáng, nhưng mà mình được nhận hàng, mình mở hàng ra kiểm tra rồi ok, mình thanh toán cho bên shipper không vấn đề gì hết. Còn anh em mình năng động, mình có thể chuyển khoản trước thì mình giảm được 10.000 thì không có đáng, nhưng mà nó sẽ có hai hình thức như thế ha. Đó, cho mọi người lựa chọn. Đây, combo y tế 7 món, ship code là 110.000, nó nhận hàng thanh toán cho shipper 110.000, ngoài ra thì không có thêm bớt gì nữa. Còn chuyển khoản trước, mọi người chuyển khoản giúp em 100.000 bao ship ha. Rồi, em thắng xin kết thúc clip combo y tế thế này ha. Mọi người xem có phù hợp với mình thì mình chốt giúp em. Xin chào mọi người và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.